Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Đã lâu lắm rồi mình không ra video đó, vì mình đi làm công ty mà. Hôm nay mình xin nghỉ về, có ít việc nên là hôm nay mình làm một video nha. Hôm nay mình vượt, cái này mình kiếm được motor này khá lâu rồi. Đây các bạn, motor 24V này, 9,6W này. Có motor này nha. Nếu mà để nguyên bản đấy thì các bạn làm phát điện, chế phát điện thì rất tốt luôn ạ. Motor này phát điện tốt nha, khá tốt đấy. Đây cho mình, đây mình không lấy làm phát điện đâu, phát điện đâu. Mình cái này đấu vào cái bục ESC này chạy xem như nào nha. Mình nghĩ cái này chạy không ổn đâu, cho nên mình đã chuẩn bị sẵn cái cuộn dây này để mà quấn lại. Quấn lại xong là mình chạy với cái này hoặc là cái bộ này, bộ điều tốc của xe đạp điện này. Mình đã thử nha. Với cái bộ này với điều tốc xe đạp điện này 48V nhá, mà quay rất cái ấm và yếu, không khỏe đâu. Cho nên mình phải quấn lại để cho nó nâng tốc độ cao lên. Và bây giờ mình đấu vào xong mình test với cái này xem nó quay như nào nhá. Okay. Rồi ok, cái này em đã đấu xong. Bộ ESC 40A. Giờ em đấu vào cái pin này nhá, pin 34F cho em chế có video rồi nha các bạn nha. Em lắp vào xem sao, xem nó chạy được không. Mình nghĩ cái này chạy kém lắm. Giờ mình sẽ quấn lại cái này, quấn lại và sau này mình sẽ quấn thử xem nó chạy như nào, xem nó khỏe và tốc độ cao hơn không. Nếu mà cao hơn sau này mình sẽ quấn bằng cái dây to hơn. Cái này dây hiện tại cái dây mình đang dây bé, mình quấn xem nó chạy tốc độ cao hơn thì sau này mình chế cái này làm cái motor bơm nước không sao. Rồi ok, đấu xong đấy, có kinh kêu nữa, xem quay nào. Còn không khởi động nổi các bạn, không khởi động nổi. Không nổi, không quay được các bạn. Cái này có đấu hình sao, hình sao trong này các bạn. Đấu lại hình sao chắc không chạy được. Cái này nếu mà để mà chạy với bộ này thì nó cũng không nhanh lắm đâu. Tại bộ này nó cũng chậm, không khỏe. Trước mình đã thử một lần không được khỏe lắm. À, bây giờ mình bung, mình tháo hết dây ra nha. Đấu cái dây này em chạy hay nào, mình có tí nữa mình có sơ đồ mạch đấu cái mạch dây này nha, quấn theo cái mạch dây này xem chạy như nào đấy nhá. Ok, mình tháo ra. Đây bên trong nằm chầm khá to, khá to nhá. Đây bàn tay mình úp vào nha. cuộn dây này cuộn khá nhiều. Rồi mình tháo ra quấn lại xem sao nhé. Quấn lại hết đi. Đây trong này có bạc đạn, phong bì. Đây cái này đấu hình sao. Các bác cắt đầu này ra, ba đầu này ra đấu thành hình tam giác ấy. Thì bằng dây ngắn hơn, chắc chắn với cái này sẽ quay. Sẽ quay chậm, không nhanh. Rồi mình tháo ra xong là mình quấn bằng cái dây này xem sao nhé. Quấn thử xem nó chạy như nào đó. Rồi sau mình sẽ chạy được thì sau mình sẽ quấn dây to hơn. Nhưng mà công suất nó mạnh hơn mình quấn dây to hơn cho nó chạy nhanh hơn. Mình sẽ chế cái máy bơm nước bằng cái này thì nó bền hơn nhé. Rồi bùng hết ra đó. Rồi tháo ra. Cái này nó là cái mạch không có IC đâu các bạn. Mạch này không có IC đâu, nó chỉ đo tốc độ với lại cả biến hôm ở đây này. Không có IC cho nên là mình đặt mua cái này nó rẻ, được cái động cơ khá to. Rồi tháo hết ra đi, em sẽ cắt cái đoạn tháo này đi nha, cho nó bớt dài để em quấn lại. Đây mình đã gỡ được một quận ra, có hai quận đối diện này, này bốn quận đối diện. Tí mình sẽ quấn thế này nhé, hai quận này với lại hai quận thế này, giống như kiểu là quấn theo
của động cơ máy bay ấy, máy bay mô hình bé, động cơ mà chạy với con này, động cơ bé, động cơ Brunit không chịu than bé, quấn này, hai đầu này, hai đầu và hai cực này, đây với đây nữa, để xem tốc độ nó sẽ cao hơn cái loại này nha. Rồi vừa hết là quấn rất nhiều cho đồng luôn các bạn, khá nhiều. Rồi em đã quấn xong, tháo xong đây, dây đồng đây các bạn, phải sắt rất đẹp luôn. Đây khung nhựa, đây em sẽ quấn một cái dây này lại nha. Sơ đồ mạch em để mà quấn cái bộ này em sẽ để bên dưới nha. Đây hai đầu này quấn trước, hai đầu này đó, tí lên hai đầu này đối diện đầu này và hai đầu này đối diện đầu hai đầu này. Em quấn xong một quận em quay tiếp nhá. Ok mình em quấn một quận 10 vòng thì thử xem nó có quay nó có tốc độ có cao không nhá. Sơ đồ em sẽ để bên dưới nhá, các bác có thể tham khảo xem quấn cái này như nào nhá. Ok có hình ảnh đó. Em có hình ảnh bên dưới đó. Rồi ok em đã quấn xong ấy, này phải đánh số và mới quấn được ấy. Rồi là 6 đầu dây, cái này em đấu thành hình tam giác này, 1 2 và mình sẽ đấu với lại đầu cuối của 11 12 ấy. Đây em ghi số vào không là quên, quấn ghi số vào nha các bác nha. Này đấu này, đấu hình sao, còn các bác đấu hình tam giác cũng được, tam giác nó yếu hơn nha. Đây mình đấu lại đây. Đây bùng cái đầu này ra. Đây cảm biến. Em nghĩ cái này là cảm biến tốc độ. Không biết phải không. Đây. Khung chờ đáy. Đây cái nắp. Nằm châm. Đây cái này cảm biến ở trong này. Ở trong. Em gắn máy quay lắp nha, xem nó chạy như nào nha các bác nha. Đây, em đấu xong, đấu điện vào, sáng, test thêm quay nha. Để
cái khúc quay không các bác ạ. Không quay được. Có tiếng kêu mà không quay được. Thế nào nhỉ? Hay là do mình cuốn sai chẳng biết đâu. Ừ, nóng quá là con này. Nóng dây các bạn ạ. Chạy lúc nóng dây không quay được ạ. Ồ, không thành công rồi các bạn. Quấn lại không thành công rồi. Lúc nào mình quấn lại rồi. Video này mình quấn lại không thành công nha các bạn nha. Không quay được. Rồi, chạy bên bình. Chạy bằng SC không chạy được này. Rồi, chào các bác nha. Video này không thành công rồi. Quay cho các bác xem nha. Bằng ESC mà không chạy được rồi. Ui, rất nóng luôn. Rồi, rút ra. Ok, không thành công các bạn.